Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Thị Kim Yến chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương để tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch. Trong ngày hôm nay, 31 tháng 12, Đà Nẵng ghi nhận 154 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 80 ca bệnh chưa cách ly, nâng tổng số ca bệnh từ ngày 16 tháng 10 đến nay lên 6.256 ca, trong đó có 210 ca ngoại tỉnh. Toàn thành phố hiện có 370 điểm phong tỏa với 751 hộ dân. Trong 2 ngày qua thì đã có 500 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được ra viện và hiện tại các cơ sở y tế còn hơn 1.500 bệnh nhân đang điều trị. Ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm một số bệnh nhân, trong đó có các trường hợp nhập cảnh để giải trình tự gen, qua đó để kịp thời phát hiện biến thể Omicron nếu có. Qua ý kiến của các đơn vị địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý, nguy cơ dịch bệnh hiện vẫn phức tạp, nhất là khi đã ghi nhận các ca bệnh nhiễm biến thể Omicron khi nhập cảnh và về cách ly tại Quảng Nam. Vì vậy, các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Các đơn vị địa phương hạn chế các hoạt động tập trung đông người trong dịp lễ Tết, đề nghị ngành y tế giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19, can thiệp y tế phù hợp để kịp thời phát hiện các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron. Chúng ta phối hợp rà soát và kiểm tra kỹ đối với các chuyến bay và CDC thì tăng cường cái việc mà gửi các cái mẫu để mà tiếp tục làm cái giải trình tự gen đối với người nhập cảnh cũng như là đối với cộng đồng. Đặc biệt là theo dõi sớm nhất cái kết quả của 4 trường hợp dương tính của Malaysia. Và bên cạnh đó thì đề nghị là Sở Y tế cũng như là bên phía Cục Hàng không là báo cáo nhanh khẩn cho Ban chỉ đạo về cái việc nắm tình hình và đưa ra những cái giải pháp về mặt chuyên môn y tế. Đối với cái việc mà chúng ta liên quan đến 14 ca dương tính Omicron của Quảng Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị quận Liên Chiểu triển khai thực hiện theo kết luận của Đoàn Kiểm tra thành phố về việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại công ty Matrix. Quận Sơn Trà và các địa phương tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được tiêm chủng, không để bỏ sót. Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc để sớm thành lập trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp.